chương trình. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng sau 9 ngày làm việc liên tục, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 đã hoàn thành tất cả chương trình nghị sự thành công tốt đẹp, thậm chí vượt cả mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh việc xem xét quyết định cơ cấu tổ chức và bầu phê chuẩn nhân sự cấp cao của bộ máy nhà nước, Quốc hội cũng dành nhiều thời gian xem xét quyết định hệ thống các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021-2025. Đồng thời quyết định chủ trương đầu tư hai chương trình mục tiêu quốc gia từ nay đến năm 2025 là xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. Bám sát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để có nhận thức, cách tiếp cận, giải pháp mới trong phòng chống dịch cho phù hợp với tình hình. Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh như vậy tại hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương về tình hình phòng chống dịch COVID-19 và phương án tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ được Quốc hội khóa 15 thông qua tại kỳ họp thứ nhất liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19 diễn ra hôm thứ Sáu. Trên cơ sở hội nghị này, Chính phủ sẽ ban hành nghị quyết về việc thực hiện các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần nghị quyết vừa qua của Quốc hội. Về tiến độ vay vốn từ gói hỗ trợ trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, tính đến ngày 30 tháng 7, các địa phương đã nhận được 171 hồ sơ đề nghị vay vốn từ người sử dụng lao động với số tiền gần 111,2 tỷ đồng. 125 hồ sơ đã được phê duyệt với tổng số tiền trên 99 tỷ đồng để trả lương cho gần 30.000 lao động. Ngân hàng Chính sách Xã hội đang tiếp tục giải ngân cho gói hỗ trợ thiết thực này. Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, nhiều hoạt động đền ơn đáp nghĩa tri ân đã diễn ra trên khắp cả nước. Nghị định mới của Chính phủ cũng quy định tới đây mức trợ cấp phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng sẽ tăng lên. Bộ Xây dựng cũng đang đề xuất trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành quyết định mới về hỗ trợ cải thiện nhà ở đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ. Dự kiến sẽ hỗ trợ khoảng 70.000 hộ với ngân sách trung ương từ 2.000 đến 3.500 tỷ đồng, quyết tâm đến năm 2025 xóa hết nhà ở dột nát cho người có công. Tuần qua, điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông đợt 1 đã chính thức được công bố. Thế nhưng vẫn còn trên 23.500 thí sinh tại 42 tỉnh thành phố chưa thể dự thi do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương cần khẩn trương tập trung rà soát kỹ các điều kiện về mọi mặt để tổ chức thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021, đảm bảo quyền lợi cho những thí sinh này. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định rõ những đối tượng thí sinh trong diện được xét đặc cách tốt nghiệp năm nay. Một số tỉnh thành cũng đã đề xuất không thi đợt 2 mà xét công nhận tốt nghiệp cho các thí sinh do những diễn biến phức tạp của dịch bệnh.